mình đang thấy đây đó, đây là hình cá sấu, mà trên đây có ba sợi dây, đây là cái đờn. Mà cái tên của người đặt gọi là thần cầu nghinh pháp. Thần cầu nghinh pháp thì thần cầu đó, chữ cầu đó bị cầu tu thành sấu, sấu tu thành rồng. Trước khi thành sấu là gọi là cầu, cho nên đây ngài đặt là thần cầu nghinh pháp, có ba dây gọi là như đờn ba dây. Rồi mời quý vị qua bên đây tiếp cái đàn thứ hai đi, rồi sau đó mình sắp xếp luôn. Qua bên này thì cái đàn này cũng là cái đàn, có mang 9 dây, nhưng mà cái hình này đó là hình gọi là cá quá long, cho nên ngài mới đặt tên là củ khúc giao long. Củ khúc là 9 dây, giao long là cá sắp thành rồng. Đây cá mà sắp sửa có đuôi rồng rồi đầu rồng là gọi là cá quá long, cho nên ngài mới đặt cái đàn này là củ khúc giao long. Cái đàn bên kia là thần cù nghinh pháp đó. Như vậy thì gì biết hai cái tên hai cái đàn rồi ha. Cây ba sợi, cây bên đây là 9 sợi. Vậy thì giờ đây đó là để trả lời cái gì, là ai là người sáng tác ra cái đàn này. Thì cái người sáng tác ra hai cái đàn này đó là Đức Nguyễn Đa. Ngài tên là Nguyễn Đa, ngài ở miền Trung á. Sau khi thi cử ngài đậu cử nhân đó, ngài vô làm việc với triều đình đó, cho nên dân ở đó người ta mới kêu ngài là Đức Cử Đa. Ngài tên Nguyễn Đa nhưng mà thi đậu cử nhân ta kêu là Đức Cử Đa. Thì từ ngài miền Trung á, miền Trung ngài đi dài vô miền Nam mình, vô mới gặp Đức Ngô Lợi là Đức Bổn Sư ở nước Tượng, nó hợp tác nhau để nuôi quân để chống Pháp. Sau khi nuôi quân chống Pháp bất thành, ngài mới trở ra Phú Quốc. Ra Phú Quốc ở tu ở ngoài 3 năm, ngài có cái điện ở núi Bảy Bổn, có điện có hình của ngài trên đó luôn. 3 năm ở phố Phú Quốc, sau đó ngài mới cùng với một người nữa mới đi về Tà Lơn. Tà Lơn là ở bên Campuchia, gọi là núi Phô Cô đó. Mình gọi Tà Lơn nhưng bên miền gọi là núi Phô Cô. Cái núi đó là ở bên núi Campuchia, núi rất là lớn mà nói Tà Lơn. Thì như vậy thì ngài trở về núi Tà Lơn đó, ngài tu ở đó. Sau khi ngài về ở cái suối Cử Đa, sau đó ngài lên tới Trung Tòa, ngài lên Nam Thiền, lên là Tứ Giao Điện, ngài ở đó tu cho đến ngài thì chứng quả. Thì sau khi mà ngài ở Trung Tòa đó, ngài cùng với một người bạn đó thường đi xuống dưới dân đó để mà trị bệnh, dạy dân tu hành và trị bệnh. Thì trong khi đó dân ta mới mộ mến đó, mỗi khi có đám tiệc gì đó thì có mời ngài xuống để mà chỉ cho dân đó cách cúng tế. Nên nhân chỗ đó mà có cái lòng thân thiện, cho nên ngài mới đi kêu các cái vị là Campuchia đó đi kiếm những cái cây gỗ quý ở trong rừng đó. Như vậy đem về, ngài mới tạc lên hai cái cây này, tạc lên hai cái cây đàn này đó. Bên kia thần cầu nghinh pháp, bên đây là cụ khúc giao long, ngài tạc ở bên biên bên núi Tà Lơn. Thì khi ngài tạc, ngài để bên cái một Phật lớn á, chùa Phật lớn ở bên núi Tà Lơn á, để đó. Thì mỗi khi có cuộc lễ lớn nào đó, ngài chăm sóc xuống đợi cúng tới, thì ngài mới khải đàn này lên, khải đàn lên cho dân tộc đó người ta nghe, rồi ngài mới thuyết pháp cho dân tộc đó nghe. Đó thành tức là hai cái đàn thần cầu nghinh pháp, là muốn nói cái nghinh pháp là đón rước cái pháp của Phật. Chữ nghinh là đón rước cái pháp của Phật. Khi khải cái đàn ba dây đó lên là ngài thuyết pháp cho dân đó nghe. Rồi khi mà nghỉ đó thì ngài khởi cây đàn này, chín đàn này lên, cái là ngưng là nghỉ không thuyết pháp nữa đó, báo hiệu như vậy đó. Cho nên ngài để cái ở chùa Phật lớn đó ngài thờ. Thì trải qua mấy mươi năm, sau khi mà tới mà cái trận mà nó bên Phốt nó xuống đó, bên Phốt xuống nó tràn lan, nó đốt cái chùa đó. Đốt cái chùa đó thì cháy cái chùa hết trơn, nhưng mà hai cây đàn này không cháy. Vậy thấy hết sức màu nhiệm không? Khi không cháy thì lúc đó cái ông Mười Đại đó, ông là người ở người Việt Nam mình mà qua đó tu làm ông từ đó. Sau khi mà xuống rồi chạy bỏ chùa cho người đó chừng mà cháy cái trở lại đó, thì thấy chùa cháy hết mà hai cây đàn này còn. Cho nên ông Mười Đại mới, ông mới bỏ vô bao, ông mới mướn người với ông đưa hai cây đàn này về đây. Hai cây đàn về đây là ông Mười Đại. Ông về đây ông để đây ông thờ, tới ông 90 tuổi ông mới mất. Mới để lại, sau đó các vị trụ trì ở đây mới tiếp ứng để mà gìn giữ hai cây đàn này. Rồi có một cái chuyện này nữa, thì trong khi đó ở đây có làm cái lễ lớn lắm, cái lễ lớn cúng tế, cho nên cái người dân tộc đó ở bên ranh giới mình, ở bên Campuchia, người ta qua ta dự lễ vía ở đây nè.
Thì người ta qua tới đây đó, cái người ta vô ta nhìn ta thấy ta nói, nó hai cái đàn này ở bên nước tôi, hai đàn này ở bên nước tôi mà sao giờ tỏ đặt ở đây. Thì các người dân tộc ta đòi ta nói vậy á. Thì ông mừng ông nói không à, tôi thợ đây mấy chục năm nay đâu phải của quý bà đâu, nó miền Nam mà. Mấy bà nói nếu mà mấy ông không tin đó, mấy ông lật ở dưới cái ước nè, có khắc chữ dân tộc, tức là khắc chữ Miên đó. Nếu có khắc chữ đó là hai cây đàn này ở bên xứ của tôi thợ mà, thiệt lật lên là có luôn. Nhưng giờ nói nha là ông hai giờ ông bôi rồi, ông sợ bên kia người ta qua ta nhìn ông bôi, ông hai on đó là ông từ sau này. Chứ hồi lúc 10 đại là còn cái chữ đó luôn. Nhưng mà sau khi mấy bà nhìn với nó đây nè, rõ ràng hai cái đàn này ở bên nước tôi mà giờ sao tọa lạc qua đây. Thì ông mà ông nói á, cái này là chúng tôi mang từ bên bển đem về đây thờ, là có sứ mạng, các bà muốn điều gì đây thì các bà về trình với đất nước của quý bà đi. Thì trải qua mấy mươi năm đó thì ông mà ông mất đi. Mười mất rồi thấy ông hai on, ông lên ông là ông từ đó, ông có sợ. Chờ bên kia người ta qua ta nhìn nữa. Ta nhìn nữa thì mình không có cái bằng cớ để mà giữ lại, cho nên ông mới đem con cháu ông đem về ở Sa Đéc, đem hai cái đàn này nè. Thỉnh chinh xin keo đem về Sa Đéc để mà giấu ở cái chùa Sa Đéc lớn lắm. Đặng cho nó sang cái biên giới này nè. Cho mấy bả đâu có biết là xuống tới dưới Sa Đéc mà kiếm. Nhưng mà quý vị biết không, đem về dưới mới có một tháng. Thì ở đây ông hai đó ông ói, ông ỉa, ông đau quằn quại. Đau suốt như vậy thì ông hai ông sợ rồi, ông nói cái này chắc là không được rồi. Chắc bề trên không cho mình di dời. Cho nên miếng nguyện giấy ông xin keo xong rồi là ông cho con cháu mang từ Sa Đéc chở về đây. Thì đang về đây là ông hết bệnh luôn. Đó là ông Hải On là ông từ sau, còn ông Mười Đại là cái người mang từ bên Tàu Lân về đây. Nó như vậy đó, thì đó là cái xúc tích giữa hai cái đàn này. Anh Hai Hùng anh kể cho tôi biết đó, thì cái người chế tác ra là Đức Cử Đa, chế tác ở bên Miên để giúp những cái lễ hội bên đó. Nhưng mà sau khi trái chùa, hai cái đàn này không trái, cho nên ông Mười Đại mới mang về đây. Mang về đây mới để tôn thờ tại cái năm căn tổ tự này đây. Thưa quý vị, hồi mà ông Mười mang về đây thì cái nhau này chỉ là cây lá thôi, chứ chưa được bằng xi măng cốt sắt như vậy nha. Cây lá đơn sơ. Mà khi ông Mười đem về thờ đây rồi đó, thì qua mấy đợt trụ trì, tôi nhờ biết cái chuyện này đó là gì? Anh Hai Hùng đây nè, Hai Hùng kế đây, ảnh bán số nè. Ảnh ở đây 8 năm. Anh ở đây 8 năm, ảnh nói có đêm đó anh ngủ ha. Cây đàn bên kia rớt xuống cái ảnh bội lên, bừng không muốn nổi, nhưng mà ảnh quào hắn là cái da đen thui luôn. Cái da cây đen thui như cây mung vậy, rất là tốt. Cái gỗ đây bây giờ mình dở lên không muốn nổi. Cây kia chắc. Như vậy thì cái cây này theo mà tính thời gian của Đức Cử Đa mà tạc đó, tính đến nay là 140 năm. Tạc ở bên Tà Lên đem về tới hiện tại hôm nay là 140 năm. Là cái này thuộc về cái đầu gọi là đồ xưa rồi. Yeah. Cái gì hơn một thế kỷ rồi ta gọi là đồ cổ. Mà quý vị biết ở đây rất là linh hiển, là ở đây thật cái ngôi này gọi là năm căn cổ tự. Mà thờ được hai cái cây đàn cổ của Đức Cử Đa, giấy tác từ bên Tà Lên mang về đây. Như vậy thì đó là về xuất xứ, xúc tích của hai cái đàn và cái người nào chế tác thì chúng tôi đã trình bày rồi. Còn cái về cái lý, Đức Cử Đa cũng nói và Đức Thầy cũng cho biết. Đức Thầy nói nè, tuy là nương dựa non tầng, ngày sau thế cuộc xây dần về Nam. Non tầng là núi Tà Lên đó, ở bên Campuchia gọi là non tầng. Ngày sau thế cuộc xây dần về Nam là đây. Bây giờ hai cây đàn này đã về Nam mình rồi nè. Và đoạn khác Đức Thầy nói đó, dạy đạo chánh về thương Nam Việt, thở cao mơn vì mưa mến tầng hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính, được gần chân lý, thấy chưa? Đó, thì Đức Cử Đa đã trở về Nam, thì hôm nay là cái báo vật của Ngài đã để đây, là cũng trở về Việt Nam của chúng ta. Mà nơi tỉnh An Giang nơi là nơi thánh địa, sau này sẽ còn chưng dụng, hai cái đàn này sẽ còn chưng dụng sau này. Đây là một cái tiếng Pháp. Đó, tiếng Pháp gọi là Đức Thầy có nhiều chỗ Thầy nói đó, gung chung lành à, đàn những câu tỉ mỉ gung hồn, cho người lành giả ái bắt non cúi đầu trước quy Phật Pháp, thấy chưa? Đó là cái tiếng đàn, là cái tiếng Pháp. Trên có chỗ khác Đức Thầy nói, chuông linh khứa ba hồi dục thúc, đàn lôi âm khởi điện im tai, con lành duyên khá chở gót hài, cũng nói lên tiếng đàn. Thì hai cái đàn này là muốn đại diện cho cái tiếng Pháp. Bên kia là cái tiếng Pháp để duyên đón là tổ Phật Thánh nói. Bên này là thủ khúc giao long,
là muốn nói báo lên một cái chỗ, lên cái tiếng đàn, gọi là điệu đàn khởi phúc huyền thâm, nhà ngài chọn bản chi âm đâu nào, thấy chưa? Khi mà cái tiếng pháp chỗ lên rồi, người nào có tu đó, nghe qua giáo lý của các thầy giống như mình là người bán nha, là mình là tiểu trì, nghe được tiếng đàn bá nha, cho nên chỗ đức thầy nói bá nha hợp mặt đau đàn, tử kỳ chỗ giọng khải hoàng bốn phương, thấy không? Bá nha là ông đàn, có tử kỳ là nghe hiểu nghe được, đó gọi là chi âm chi kỹ. Thì hôm nay cái tiếng pháp của đức thầy là giáo lý mình coi mình hiểu mình làm theo đó, là mình là chi âm chi kỹ với đức thầy, mình là tử kỳ đó, còn đức thầy là bá nha. À, đức thầy đã đàn lên mà bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ chỗ giọng khải hoàng bốn phương, hay là lời ta khuyên nhủ như đàn bá nha, dụng bá nha lên dây đờn khải, lo cho đời quên dốc ống gầy, thấy chưa? Và đặc biệt cái chỗ ngài nói đó, học đạo lý như đờn chúng điệu và bản gầu thì cứ làm theo. Thấy chưa? Mình học đạo lý của giáo thầy giống như đờn chúng điệu vậy. Như ngày hôm vậy, thấy không, anh em gặp lại là ngồi nói chuyện rất là tâm đầu ý hiệp, ai cũng hiểu giáo lý rồi đưa ra nói chuyện rất là tâm đầu ý hiệp, giống như là hòa bản vậy đó. Cái người đàn với người ca, hai người đều hợp tác nhau và hòa bản, rồi học đạo lý như đàn chúng điệu, hòa bản rồi thì cứ làm theo. Thì thưa quý vị, thì ở đây thì vị tư hỏi cũng như anh em muốn cần biết, thì chúng tôi cũng xích xíu qua cái xúc tích của nội dung của hai cây đàn thần cầu nguyên pháp và cầu khúc giao lâm. Thì đến đây xin tạm dừng. Thì sau đây nếu có chỗ nào thuận tiện, chúng tôi sẽ xuất xứ và chứng minh câu giảng của đức thầy, để chúng ta làm một phần kết luận so sánh giữa Đức Cử Đa và Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì thưa quý vị, thì trong cái thời gian ngài ở tại núi Tà Lơn vừa tỉnh dưỡng đó, ngài có quen được một cái ông bạn, ông này gọi là Tổ Ba Gan. Cái ông này cao lớn, ngồi cái cổ ổng gì nè, Ba Gan, ông lớn ở trên nửa núi mà ông hét một tiếng là ở dưới chân người ta nghe, là Đức cử lên đó tu, có làm bạn để ông Tổ Ba Gan. Hiện nay cái hình ông còn ở trên Tà Lơn. Mà ông này là thích đi kiếm thuốc về với cùng với ngài đi xuống dưới dân trị bệnh, xuống làng đó để trị bệnh cho dân. Có đó hai vị này đó ở cái vùng Tà Lơn dưới chân đó, người ta kêu hai vị này kêu bằng hai vị Phật sống luôn, Đức cử và ông cổ Tổ Ba Gan. Thì ông Tổ Ba Gan thì cũng kiếm thuốc về cho Đức cử để mà trị bệnh. Và Đức cử còn một cái phương pháp nữa là thuyết pháp, nói pháp để khuyên chúng sanh tu hành. Và ngài mới tạo tác ra hai cây đàn. Một cây đàn 9 dây gọi là cửu khúc giao long đó. Rồi một cây đàn là thần cù nghinh pháp là 3 dây. Ngài sáng tác tại Tà Lơn hai cái cây đàn đó để trưng dụng trong những cái cuộc lễ của người dân tộc. Ngài mang xuống đó hai cây đàn để mà giúp trong cái cuộc lễ ngài khải lên, giúp dùng cuộc lễ của người dân tộc. Rồi xong ngài mang về chùa Phật lớn ngài để đó. Thì sau khi tới cái biến cố, người bên Pháp nó nổi dậy, nó đi nó đốt đó. Đốt luôn cả tới Trung Tòa luôn. Chỗ Trung Tòa đó có chùa mà bị nó đốt luôn, thì cái chùa Phật lớn cũng bị đốt. Nhưng mà đốt rồi, khi mà ông Mười Đại, ông là trụ trì ở làm ông Từ đó, sau khi nó xuống ông cũng chạy bỏ chùa. Sau khi trở về nó đốt cháy sạch, sạch chùa hết mà hai cây đàn còn nguyên. Nên ông mới thấy rất là mầu nhiệm quyền bí của thầy, cho nên ông mới bỏ vô bao, ông lấy chiếu ông quấn lại, là ông cùng với số người mang đem về tới đất nước Việt Nam mới tìm cách gửi. Hồi đó thì cái ý của ông tính đem về núi Sam, nhưng mà đem về núi Sam để không được, để không được, cuối cùng ngài mới chuyển về tới chỗ là Năm Căn Cổ Tự, chỗ núi Trà Sư đó, để chỗ đó để mà thờ. Hồi đó là bằng cây lá thôi chứ không phải như bây giờ, sau này mới tôn tạo. Rồi ông mới để đó ông thờ tới bây giờ. Cái di tích mình hôm nay đi viếng còn gặp tại nơi đó. Như vậy thì hai cây đàn này đó là của Đức Cử Đa tạo tác ra để giúp cái những cuộc lễ ở bên người dân tộc. Cho nên người dân tộc người ta quen mặt hai cây đàn này, trên có thời gian người ta mới qua đây người ta nhìn đó. Qua đây người ta thấy thợ đây ta nói hai cây đàn này của nước tôi mà, sao giờ nó lưu lạc đây. Thì các ông Mười Đại nói không, mà cái đàn tôi thờ đây mấy chục năm đây, thì các cái người dân tộc ta nói muốn biết cái này của Việt Nam hay của người dân tộc, là cái ước cây đàn lên có khắc chữ và cái mộc của đất nước Trung Nguyên, thì đúng là có y gan gì. Thì sau này các ông sau này người ta bâu đi, ta không dám để nữa, sợ để bển qua đầu không biết sao cả. Cho nên ông Hai On sau này là đời ông Từ thứ năm đó, ông sợ ông có đem kêu đệ tử ông đem về cái chùa lớn ở Sa Đéc, để về dưới nửa tháng thì ở đây ông đau, ông ói gà máu luôn.
ông ho ói ra máu quằn quại. Cuối cùng ông mới lập bàn, ông cầu nguyện xong rồi mới thỉnh hai cây đàn đó về tới đây để thờ, đó là yên ổn, không có gì nữa hết. Thì nó sơ lược trở lại như thì theo chúng tôi nghĩ đó, cây đàn này có liên quan với giáo hệ Vũ Sơn Kỳ Hương là cổ Đức Cử Đa, và sau này sẽ còn liên quan với Phật giáo Hảo, và Phật giáo Hảo là các vị trong quan cụ thần sẽ trở về đây để mà dùng những cái đó gọi là binh pháp, để sau này đó tới cái trận chiến của Phong Thần Khởi, hai cây đàn này sẽ là binh pháp đem ra để mà chiến đấu với cái phép thuật của tà ma yêu quái. Sao hồi xưa gì tôi nhớ không, hồi đó có gọi là cây đàn tỳ bà đó, cái đàn này gọi là cây đàn xung trận. Mỗi khi mà lập trận đánh đó là tiếng trống, là tiếng pháo đốt lên là mở cửa, mà tiếng trống là đánh để gôn quân lại binh tướng rồi đó chỉnh trời, mà có tiếng đàn tỳ bà khởi lên rồi là bắt đầu tướng xông ra trận. Cho nên có câu văn chương là thế này nè: Mỹ tổ bồ đào dạ quang bôi, dục thúc tỳ bà mã thượng thôi, tí ngoạ xa trường quân mặt tiếu, cổ lai chinh chiến kỹ nhân hồi. Nghĩa sao giải rồi hiểu? Như vậy hồi xưa đó, cái tục mà ra trận đó, khi mà các tướng mà được ra mặt trận rồi đó ha, sắp tới xung trận đó, thì ông vua ông cho cung an mỹ nữ đem rượu với cái chén ngọc lợi gót cho mỗi người một chén rượu để mà uống, ba chén gì vậy, uống tới say luôn, gọi là mỹ tổ bồ đào dạ quang bôi đó, là rượu của vua, rượu quý mà gót vô cái chén ngọc đó, nó chiếu cái màu sáng lên, nó lóng lánh, gọi là dạ quang bôi là chén. Cho nên ghét cái gót cái rượu tốt, rượu ngon mà gót vô cái chén ngọc nó chiếu lên vậy, rồi mới dâng cho các tướng đó sắp chữa ra trận đó uống, mỗi ông uống ba chén, ta nói uống nào chứ xỉn hết trơn luôn. Nhưng mà uống đó rồi, bắt đầu vừa uống thì bắt đầu cái tiếng tỳ bà là tiếng đàn đó khởi lên. Tỳ bà dục thúc mã thượng thôi, tức là tiếng tỳ bà chỗ lên là dục thúc là mau lên ngựa, mã là ngựa, thượng là leo lên đi. Tức là cái tiếng tỳ bà chỗ lên là biểu các tước phải leo lên lưng ngựa. Mà khi leo lên lưng ngựa rồi, ông nào nó xỉn ta ngồi ngã tới ngã lui, quân ta nó vỗ tay nó cười. Đó. Tí ngoạ xa trường quân mặt tiếu đó, tí ngoạ là muốn nói sai biết tỷ, sắp sửa đi ra trường mà quân mặt tiếu là quân sĩ nó thấy nó cười. Ông nào nói ngồi lên ngựa mà không vững nữa, cho nên nó cười, mặt tiếu là cười. Nhưng mà ông quan các vị tướng nói, không cười cười đi tu chịu. Bởi vì khi mà ra trận có mấy ai trở lại. À, thấy chưa? Tí ngoạ xa trường quân mặt tiếu cổ lai, chinh chiến kỹ nhân hồi. Có nghĩa là từ xưa đến nay đó, mỗi người ra trận không còn mấy người trở lại. Cho nên ra đi chứ không có trở lại. Thôi giờ tôi uống cho xa quý sĩ, bí tỉ đi, rồi tới đâu tới. Chứ biết ra trường có trở lại hay không. Cho nên cái bài thơ này muốn nói là dục thúc cho cái người chiến sĩ rất sốc ra trận, trong đó có tiếng đàn tỳ bà. Thì ở đây cụ khúc giao long và thần cầu nguyên pháp, chúng tôi suy nghĩ rằng sau này sẽ có chưng dụng. Trong cuộc chiến tấp tới đây, hai cây đàn này sẽ có chưng dụng gọi là binh pháp. Binh pháp hay sao này? Và tiếng đàn này cũng là tiếng đàn pháp, mà cái tiếng nói của chánh pháp để cho các tà sư ngoại đạo và các tôn giáo khác và tất cả nhân loại chúng sanh nghe được cái tiếng pháp này mà trở về với cái tôn giáo, trở về với Phật đạo. Vì vậy cái tiếng đàn này đó, Đức Thầy trong giáo lý Thầy nói nè, đàn Tây rồi lại đàn Đông, chắc trong bá tánh gặp xong quên nguồn. Phàm trần như chỉ gối cồn mà còn say đắm theo tuồng lẫn lơ. Phàm trần mắt lời lành mắt lóc tai ngơ, đua theo vật chất hững hờ đàn tiên. Hố sâu tình dục lại ghiền ghiền cho đến lúc chúng khen quan tài. Nhắm mắt cũng nắm hai tay đeo đâu đem tiền cổ đem gài hầu non. Chỉ có tội phước hỏi còn. Đến nơi thẩm phán cửa sơn diêm đài gặp phước nhiều. Tiên cảnh lên gài tội nhiều xa đọ nhiều ngày thẩm thê. Chừng ấy mới biết chỉnh gây ăn năn chẳng kịp khó về tính toán. Ngày nay sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Rồi tậu tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dạy khôn linh hồn. Đó là tiếng đàn sau này Đức Thầy nói. Đàn Tây gọi lại đàn Đông đó là ý nói là đàn Tây là muốn nói cảnh vui ở Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc Đức Thầy tả đó. Cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã khổ buồn lồn, lo sợ chẳng còn ở chốn ta và tiên lụng dồn hoàng thân đến đại của người cũng thế. Mau thức tỉnh tu thân kẻ trẻ đến tôi gọi mới hối muộn màng. Tức là đàn Tây là tả ở Tây Phương Cực Lạc sống vĩnh viễn và cảnh đời rất là tốt đẹp.
Rồi đờn đông là muốn nói cõi ta bà mà. Đờn đông là muốn nói cõi ta bà là đau khổ và sanh lão bệnh tử, mưu cầu vất đắc, quan tấn hội, u sầu lo ngại. Là tám cái điều khổ, nó đang dây quanh con người của chúng ta. Cho nên Đức Thầy nói là để ma bệnh ôm họ, đeo họ biến gót, thần chết kia ôm hốt bên mình. Đó, mình sống trong cái cảnh sanh lão bệnh tử đều là khổ không? Trong cái tám khổ như vậy thì đờn đông là muốn nói tả cái cảnh khổ của chồng gia. Vậy là đờn tay rồi lại đờn đông mà trách trong bá tánh gặp xong quên nguồn. Mình là gốc người thượng đế xuống trần mà hôm nay xuống cái thấy thế gian là cái mê, thấy danh lợi tình cái quên. Quên đàn tiên cổ tộc không trở về nữa mà tôi sống chạy theo cái bả lợi danh mùi phú quý giả tạm mà có chừng ngày đi đến chỗ đau khổ. Như vậy thì tóm lại hai cây đàn này chúng ta thấy có ý nghĩa, rất ý nghĩa từ chẳng những đức cử đa tạo tác lên để giúp cho chúng sanh trong thời kỳ hiện tại, còn mai sau này nữa. Bây giờ tiếng đàn là Đức Thầy nói tiếng đàn họ Liễu Cống Sang đó, đêm khuya khuyên nhủ khắp tràng chúng sanh, thu còn gặp lúc chân thanh, gian lời thỏ thẻ như cành gẹo chim. Đó, như cành mà gẹo chim nên cho chim đậu vô. Hồi nãy mình nói có đàn cò sắp về đây vậy đó, là nó kiếm cây nó đậu đó, mà cây chưa có đủ lớn hay gì nó chưa đậu nó bay luôn. Chứ đúng là chim lúc nào nó kiếm cây, chim tìm cây nó gọi tìm chim khô, người hiền đức mới là người trí. Đó, ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gần gió mưa. Thì muốn nói đó, con người chúng ta, Đức Thầy ám chỉ giống như con chim. Mà hôm nay gặp được cái cây lớn mà không chịu đậu vô để tránh bão táp phong ba. Thì trở lại giống như con người chúng ta hiện nay, thời kỳ hạ nguyên mặt pháp sắp sửa đau khổ, chiến tranh loạn lạc, khối lửa binh đao, trả quả sắp tới đây mà không lo tu thân hành đạo, để mà chạy theo đời, cặn bã văn minh vật chất mau tan mau gã không, không trở về cái đạo để mà nương vào đó mà tu hành. Để sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khối lửa. Thì thưa quý vị, thì thôi cái phần ý nghĩa cũng như trả lời và chứng minh qua cái thánh ý của Đức Cử Đa, ngài có kỳ công sau này, chúng tôi xin trình bày. Phần thứ 166 của Đức Phật Thầy Thái An. Thưa quý vị, ngày vía là quý vị biết rồi, là ngày giỗ nha. Có cái ngày đản sanh của ngài đó, tính ra tới năm nay thì ngày 216 năm, tức là 216 tuổi. Nhưng mà ngày vía thì hôm nay là 166, tức là ngày thọ 50 tuổi ngài mới viên tịch. Cho nên hôm nay là ngày 11 tháng 8, ngày mai là ngày 12. Thì thường thường hàng năm đó thì cái ngày vía của ngài là ngày 11, 12 tháng 8. Bình thường mình gọi là ngày 12 tháng 8 là vía Đức Phật Thầy Thái An. Thì hôm nay là ngày vía lần thứ 166 của ngài. Thế nên từ ngày mùng 10, hôm nay mùng 1, mai 12 thì cái lượng khách của nói riêng là 6 tỉnh miền Tây của chúng ta, còn nói chung là cả nước luôn. Cả nước ở từ miền Bắc, miền Trung gì đều có về đây để tham dự cái ngày vía của Đức Phật Thầy Thái An. Vì vậy, ngài là giáo chủ của phái Vũ Sơn Kỳ Hương. Ngài mở đạo vào năm 1849, cho tới năm 1856 thì ngài viên tịch. Có nghĩa là ngài trụ thế để giảng đạo, dẫn dắt chúng sanh và trên dưới 7 năm. Ngài có để lại giáo pháp gọi là Vũ Sơn Kỳ Hương cho hậu thế sau này để coi theo đó mà tu hành. Rồi lần lần truyền thừa tới Đức Bổn Sư, tới Đức Phật Trầm, tới Sư Giải Quán Phai, và sau đó thì tới Đức Quỳnh Giáo Chủ là Phật Giáo Hòa Hảo, cũng truyền thừa trong năm cái giáo hệ cho đến ngày hôm nay. Như vậy thì đạo Phật Bổ đạo coi như là Bổn Sư Kỳ Hương là tiền thân, mà Phật Giáo Hòa Hảo là hậu vệ của phái Bổn Sư Kỳ Hương. Do đó mà hôm nay ngày vía của Đức Phật Tây An thì trong đó có tín đồ của phái Bổn Sư Kỳ Hương và Phật Giáo Hòa Hảo đều có đi tham dự, và tất cả bà con cô bác giàu không đạo như nữa ở gần cái vùng này, vùng thánh địa này cũng trở về để tham dự kính viếng. Thưa quý vị, vậy thì hôm nay đến đây thì cũng nhân viên gặp lại đồng đạo gần xa, anh em chúng ta trở về đây để tham dự. Thì khi đến cái gốc cây này, cái gốc cây xanh rất là lớn, nhiều rất nhiều năm, theo mình độ cây này có thể là trên 100 năm. Bởi vì Đức Phật Thầy khi mà ngài mở đạo đó, thì sau khi ngài mới trở về đây mở chạy ruộng Phước Điền ở đây đó, tính đến nay là trên 100 năm rồi.
trên 100 năm như vậy, thì cái cây này có nghĩa là ngày trồng đến nay là trên 100 năm. Mà cái cây này lại có cái hình dốc dáng rất là lạ. Như tôi thấy là 6 tỉnh miền Tây mình như có một cái cây này rất là lạ hơn cây nào hết. Trong đó có 5 cái chùm rễ, hồi nãy anh em chúng tôi cũng có nói 5 chùm rễ đó tượng trưng cũng như là ngũ hương. Mà 5 chùm rễ lại là 4 cái cửa. Thì 4 cửa đây tượng trưng là tứ ân. À, ăn tâm bảo, ăn đất nước, ăn đồng bào nhân loại, à, và ăn tổ tiên cha mẹ. Mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và phái Vũ Sơn Kỳ Hương đều là lấy tứ ân làm trọng, lấy bổn phận làm gốc. Cho nên bốn cái cửa này chúng tôi tạm nghĩ theo ý mình ha, có đại diện cho tứ ân. Mà năm cái chồng rễ đưa lên để chịu đựng đó thì gọi là ngũ hương, mà Đức Thầy cho biết đó, cầu tu cho đạt ngũ hương quy gom trí huệ Mai Dương Hải Hục. Theo cái cội cây này có cái dốc dáng mà chúng tôi mình trù tượng ra như thế. Và đặc biệt ở trong cái bài năng thơ Cẩm Tú đó, Đức Thầy có hai câu giảng như thế này. Đức Thầy có viết rằng hiệp chung một cội nhánh nhành, xuân xe lá thấm chim xanh nấu được. Như vậy thì mình thấy cái cây này là có trùng hợp về cái sự đối với câu giảng của Đức Thầy. Hiệp chung một cội là nhánh nhành, là một cái gốc mà chia ra 5 cái chùm rễ, rồi nhánh nhành nữa, xuân xe lá thấm chim xanh nấu được. Như vậy thì cái gốc cây đây cũng biểu tượng cho một cái tàn cây bóng mát để bao nhiêu cái con chim trời trở về đó để đậu. Cây cao tàn bóng mát là tượng trưng cho cái đạo, gọi là cây bồ đề đó. Như cây này là cây bồ đề tượng trưng cho cái đạo. Mà nói cái đạo thì trong đó có tín đồ và có Phật tử, thì giống như cái cây cao to tàn bóng mát thì có những cái con chim gì đó để đậu, để nương vào đó, núp vào đó để chịu đựng lại với giông gió. Mà Đức Thầy cũng có câu đó, ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành gió mưa. Ở hôm nay mình tu vào đạo giáo Hảo hay là thấy quân sân Kỳ Hương thì giống như mình đã gặp cái cành, giống như gặp cái cội cây, chim đậu vào đó. Hay là chỗ khác Đức Thầy nó chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Chim tìm cây tức là chim nó gặp cái cây rồi nó đậu vô đó gọi là tìm cây. Thì giống như con người chúng ta phải tìm đạo, nương vào cái đạo, như vậy mới gọi là người trí. Đó, chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Mà có chỗ khác Đức Thầy còn cho biết đó, lời ta phiên vũ như cành gẹo chim vậy đó. Giống như cành cây cao lớn thì chim hay đậu lắm. Rồi cái lời Đức Thầy dạy dỗ ra, nói ra đó giống như cành gẹo chim. Cái người nào có tâm đạo, ý đạo, có lòng hiếu thảo thì nghe giáo lý của Đức Thầy thì tất nhiên là người đó thể hành theo liền, giống như mình đã đậu trên cái cành cây. Rồi lời tao khuyến nhủ như cành gẹo chim. Như vậy thì trở lại với cái ý chúng tôi muốn chứng minh thêm đó, là nói về hiệp chung một cội nhánh nhành, xâm xê lá thấm chim xanh nấu đường. Nó có cái điển tích, có điển tích như thế này, là hồi xưa đó có một cái nàng thôn nữ này tên là Hàng Tý Tần. Hàng Tý Tần cũng có nhan sắc, có nhan sắc là hơn những người con gái bình thường ở trong làng, cho nên được vua tuyển chọn về làm cung nữ. Hồi xưa thường thường vậy, không phải gì đâu, tức là người có nhan sắc đẹp ở thôn nữ thì được nhà vua hay chọn về làm cung phi mỹ nữ lắm, rồi là cung tần đó. Cung phi mỹ nữ là 3 năm, nếu như ở 3 năm mà vua chọn làm cung phi luôn, đưa lên chánh hậu luôn thì ở đó luôn làm vợ vua. Còn người nào không được vua chọn thì trả về dân giả để mà sống trở lại gia đình. Thành ra hồi đó người nào có nhan sắc thì vua hay chọn vào làm cung phi mỹ nữ, đó là cung tần. Như vậy thì cái nàng này tên là Hàng Tý Tần, nàng cũng được chọn vô cung vua, chọn vào vô cung vua ở đó. Thì ở gần 3 năm rồi, ở gần 3 năm rồi cô mới lo sợ, bây giờ chắc ăn là mình không được vua chọn làm thứ phi, không được làm vợ vua, nhưng nên phải trở về gia đình. Mà về gia đình thì mình phải sống như thế nào đây, khi cha mẹ vợ yếu nữa. Nên con mới lo lắng cái tương lai. Mà bây giờ ở trong cung cấm thì đâu có được có bút viết gì đâu mà viết thơ, đâu có được bút viết mà viết thơ gửi ra ngoài để bày tỏ tâm sự gì đâu, ở trong cung cấm mà. Cho nên nhiều lần suy nghĩ, một hôm nàng mới đi giặt đồ đó, giặt đồ xuống cái sông thì gần cái sông có cái cây thấm.
cái cây thấm lá nó dài lắm, bự vậy nè, cho nên nó rụng, cái lá già nó rụng xuống đó, cái cô mới suy nghĩ thôi sẵn đây mình lấy cái nhánh cây cái mình viết chữ vô cái lá thấm á, cái mình thả xuống dòng sông, thả dòng sông cho nó trôi đi, rồi có ai vớt được đó, vớt được để mà người ta đáp họa đi với mình, để mà mình trao thân gửi phận, chứ bây giờ ở đây đâu có vụ bút viết đâu mà gửi, cho nên cô mới lấy cái lá thấm cô viết chữ vậy. Cô cũng để là tôi là Hàn Thúy Tần đang làm cung nữ ở trong thành vua, sau 3 năm tôi trở về quê hương, nếu có người tình thâm nghĩa nặng nào thì đến làng đó để mà sánh duyên với tôi đó, nàng để vậy rồi thả xuống dòng sông rồi trôi đi. Rồi cái dài vỡ viên tấm, dài vỡ viên tấm thả hoài xuống dòng sông nó trôi đi rồi, chứ đâu có gửi ai được. Thì bắt đầu cái duyên của nàng đã đến, thì một hôm đó chàng vô hụ đó mới tắm với dòng sông á, ngồi tắm với dòng sông sao thấy cái lá thấm ở trên nó trôi xuống mà nó lật qua lật lại mà có chữ, cho nên chàng vô hụ mới lộ ra vớt được cái lá thấm đó mới đem lên phơi khô mới coi là có cái dòng chữ, để là tôi là cung nữ Hàn Thúy Tần đang ở cung vua ở làng xã nào đó, sau khi 3 năm tôi trở về quê thì nếu cái chàng trai nào có tình thâm nghĩa nặng thì đến đó để sánh duyên cùng với tôi. Thì sau khi chàng vô hộ mới vớt được lá thấm coi vậy đó, thì mới hiểu được cái tâm tư của cái người cung nữ ở trong thành, nên vô hộ mới để suy nghĩ vài bữa mới viết lá thơ lại như là quả lại đáp lại cho nàng cung nữ Hàn Thúy Tần biết rằng tôi đã nhận được cái lá thấm của nàng viết rồi, tôi hứa sau khi nàng trở về quê hương đó tôi sẽ đến để cầu hôn, để cưới nàng về sánh duyên với tôi, nàng thành viên giai ngẫu. Thì viết lá thơ rồi mà đâu có gửi được đâu, hồi đó đâu phải dễ mà đi vô thành vua, mình dân giả đâu vô thành vua được, cho nên vô hụ mới lại hỏi ông thầy. Có ông thầy thì ông mới dạy, ông nói giờ con muốn vậy đó thì con phải bằng đêm nó ra ngoài cái giường á, rồi làm cái bàn hương án, rồi để cái lá thơ đó, rồi để ly nước dặn lên, rồi cô con làm lưu hương rồi đèn, sáng con ra con đốt nhang con giấy, chiều con đốt nhang con giấy vậy đi, giấy ngay cái là bà Tây Dương Mẫu, giấy ngay bà Tây Dương Mẫu có linh thiêng độ cho con, chuyển lá thơ này đi đến cái cung nữ Hàn Thúy Tần cho con. Bữa nào cũng ra giá vậy đó mà làm 3 bữa vậy đó. Thì quý vị biết là linh ứng liền. Thì bà Tây Dương Mẫu ở trên cung tiên đó, bà có cặp chim xanh. Cặp chim xanh đó là cũng như là liên lạc của bà vậy, trước khi bà đi đâu đó, cho cặp chim xanh bay trước. Khi nào chim xanh ghé chỗ cái cung nào đó hen, thì ở đó người ta biết là chút nữa bà Tây Dương Mẫu đó, thì người ta chuẩn bị để đón rước bà. Rồi khi bà sửa soạn về thì cặp chim xanh nó bay về cung bà. Bây giờ tới thì ở đó người ta biết bà Tây Dương Mẫu sắp sửa về, cũng như là liên lạc vậy đó. Cho nên khi mà chàng vô hữu ngày nguyện giái 3 đêm thành khẩn vậy, thì bà Tây Dương Mẫu bà ngồi ở trên cung điện của bà đó, tự nhiên có làn gió phất ngang, thì bà mới bốc gió bà coi, thì bà biết ở dưới trần này có cái chàng vô hữu đang cầm cái dịch đó, nên bà mới cho cái cặp chim xanh xuống mới xớt cái lá thơ đó đó. Trước lá thơ nó mới bay về cung điện của vua. Thì chờ khi mà cung nữ Hàn Thúy Tần ra giặt đồ đó, đang ngồi giặt đồ, thì cặp chim xanh mới nhả lá thơ xuống trước mặt của cung nữ Hàn Thúy Tần. Thì cung nữ mới lấy lá thơ lên mới đọc và vua hộ trả lời gì đó, thì nàng mới an tâm rồi, vì là có người nhận thơ và đã đón nhận cái mối tình duyên của mình, vì là nàng an tâm. Chờ đến ngày mà vua trả về quê hương là chàng vô hụ theo tìm đất đó. Từ đó sau thì hai người viết thơ qua lại đều gửi nhờ cặp chim xanh. Thì cung nữ Hàn Thúy Tần cũng viết thơ máng bên cái cây đó, thì cặp chim xanh nó đưa về cho vô hụ, mà vô hụ muốn viết thơ gửi Hàn Thúy Tần cũng viết đem ra cái bàn đó để là chim xanh nó tha cái nó đưa về Hàn Thúy Tần. Hai người trao đổi qua lại bằng lá thơ thôi. Thì nói cho mau tới cuối cùng đó, thì 2 năm sau thì Hàn Thúy Tần được trở về quê hương, thì dặn vô hộ tìm đến quê hương đó xin cầu hôn và cưới nàng Hàn Thúy Tần về làm thê tử, tức là làm vợ, anh rất là hạnh phúc. Thì câu chuyện mà cái tích mà hiệp chung mà cõi nhánh nhành xin xe lá thấm
chiên xanh nấu đường. Cái lá thấm là lá thấm mà hàng tứ đàn viết thơ đó. Rồi chiên xanh, nhờ cặp chiên xanh của bà đi viên mẫu để nấu đường. Nấu đường đưa thơ qua lại được hai người thành viên gia ngộ chồng vợ. Đó là cái tích của câu chuyện là chiên xanh lá thấm. Hôm nay giờ sẵn đây tôi mới bình câu chuyện đó lại với chị Tư. Bình câu chuyện lại nha. Bây giờ đó, Đức Phật Tổ Thích Ca đại diện hay là Đức Ngọc Đế hay Đức A Di Đà là đại diện giống như bà Tây Dương Mẫu. Còn Đức Thầy đó là mình tạm thời nghe, tạm thời đại diện giống như là cặp chim xanh. Rồi cái lá thấm mà viết chữ đó là đại diện cho giáo lý của Đức Thầy. Cũng như hồi vừa về đọc 8 điều 8 đó, cái đó đại diện lá giáo lý của Đức Thầy giống là lá thơ. Thì Đức Thầy là người mang thơ xuống, mang thơ xuống cho mình. Hôm nay mình nhận được giáo lý của Thầy, mình coi theo đó mình làm, thực hiện y như lời Đức Thầy chỉ dạy. Vì sau này đó, sau này mình sẽ gặp mặt được Đức Phật A Di Đà hoặc Đức Phật Thích Ca hay là Chúa Thánh lên ngôi, chúng ta sẽ có gặp mặt được là nhờ có làm theo Đức Thầy chỉ dạy. Và nhờ Đức Thầy là cả chiến sanh ngày đêm tin xuống đây. Bởi cho nên trong giáo lý phần sau của quyển thứ 5 Đức Thầy có nói đó là nữ nam muốn gõ âm hao gán trao đức hạnh ngày sau sẽ được. Đó là nữ nam là muốn nói đại diện cho nam và nữ, ông và bà, nam nữ của tất cả những người chúng sanh. Muốn gõ âm hao, chữ âm hao có nghĩa là tin tức. Đức Thầy mang tin tức từ ở cõi Tây Phương Cực Lạc mang về tới đây cho chúng ta biết sau này cuộc đời lập tân thế giới như thế nào. Đức Thầy đã báo tin trong đó hết rồi. Mà mình muốn gõ cái tin tức đó thì gán trao đức hạnh. Đức là tấm tốt ở bên trong, hạnh là vẻ đẹp bên ngoài. Mình gắn cho có đức hạnh đi rồi sau này sẽ tận tường trước mắt những cái điều mà Đức Thầy báo tin ở trong giáo lý. Cũng như giờ hiện tại mình thấy có chưa, Đức Thầy nói trời giông gió sái mùi sái tiết đó, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi đó, Đức Thầy báo tin đó nghe. Mà bây giờ có đúng rồi đó, bây giờ có đúng luôn. Bây giờ là mùa đông mà lại gió chướng đó, mùa xuân mà lại gió bắc. Đây là sáng mùa sẽ tiếng là Đức Thầy cảnh báo, tin Đức đem qua là có rồi đó. Thì sắp tới đây những cái tin Đức Thầy đem tin xuống đây thì mình gán trao đức hạnh đi. Đức là tánh tốt bên trong, hạnh là vẻ đẹp bên ngoài, mình gán trao cho có đức hạnh đi. Nói tóm đại, muốn có đức hạnh thì mình phải ăn chay, cúng đại, niệm Phật, tu hành, sửa tánh văn lòng, là nhất là phải thuộc 8 điều văn cấm. Để mình giữ theo đó thì mình sẽ tròn đức hạnh. Thì sau này Đức Thầy trở lại thì mình sẽ gặp Thầy giống như mà bà Tây Dương Mẫu qua cho giúp cặp chim xanh xuống đây mà mang thơ vậy. Mang thơ xuống cho chàng vô hữu và cô hàng tí tầng gặp nhau. Thì sau này mình với Thầy gặp nhau cũng nhờ cái giáo lý của Đức Thầy. Giáo lý Đức Thầy toàn bộ mình xuống mình coi, làm theo sớm chiều cúng đại. Nói ý này cũng như sớm chiều mình ra bằng thiên thiên mình cúng đại sớm chiều giống như cái chàng vô hữu hồi nãy đó vậy. Mang lá thơ để đó rồi nhang đèn để đó sáng ra, giá chiều ra giá, giống như mình bây giờ mình ra sớm chiều cúng lại, rồi giống như mình muốn mang cái tin đức nỗi lòng của mình đưa lên cho cặp chim xanh đưa về cõi Tây Phương Cực Lạc. Thì mình cúng lại đây thì có chư thần sẽ chứng kiến gia hộ sẽ đem cái lòng thành của mình trình lên với Đức Thầy hoặc là Đức Phật để sau này mình sẽ có duyên gặp lại. Cho nên câu chuyện là chúng tôi thấy gốc cây ở nơi đây thì nhớ lại cái tích diện hàng tỷ tàn và dàn vô hữu, qua đó có kết hợp giữa giáo lý Đức Thầy và người tín đồ Phật giáo hòa hảo, nhớ trùng với cái câu là hiệp chung một cõi nhóm nhành, xương xê lá thấm chim xanh nấu đường. Có phải không, bữa nay như các anh em mình ở đây mỗi lượng xứ mà hôm nay mình hợp ở đây nè, hợp ở đây giống như là một cõi là một gốc đạo giáo hảo hay là phái quân sơn kỳ hương. Mình đây là thuộc về nhánh nhành nhưng mà nằm ở trong cái gốc cây đó, nằm ở trong cái gốc của phái quân sơn kỳ hương hay là Phật giáo hảo, đều là chung một gốc y như nhau chứ không có khác. Dạ, chỉ có chia ra nhiều nhánh thôi. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ đó, người Việt Nam da vàng máu đỏ mình có quý cái chỗ là Đức Thầy nói đó, giống hồng lạc kim chi ngọc diệp nay đổ dời nhiều hạng thấp hèn. Cái giống da vàng máu đỏ đó, cái giống hồng lạc đó, tức là đất nước Việt Nam chúng ta người da vàng máu đỏ là con rồng cháu tiên, phải không vậy? Gọi là giống hồng lạc kim chi ngọc diệp, có nghĩa là cành vàng lá ngọc. Mình cũng là gốc người thuần đế xuống trần nè, nhưng mà tại vì xuống đây mê theo danh theo lợi theo tình làm cho cái con người của mình nó thay đổi đi. Tánh tình của mình nó không còn đủ tam can và ngũ thường, không có tam tùng tứ đức, cho nên mình nó thay đổi nhiều hạng thấp hèn.
chứ mình cũng là gốc người Thượng Đế xuống trần. Cho nên Đức Thầy nhắc đó, hoài đầu nghe tiếng chuông ngân trở về nơi cũ cho gần Phật tiên. Đó là mình cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trần, tốt đẹp gì. Thôi thì thưa quý vị, sẵn mấy em muốn tạo duyên lành ở đây thì chúng tôi cũng xin xíu qua cái gốc cây này và chứng minh câu giảng Đức Thầy có điểm tích của Hàng Thế Tần và Vô Hụ kết hợp với giáo lý của Đức Thầy và tín đồ Phật giáo hảo hay là Thái Nguyễn Sơn Kỳ Hương. Thì đến đây thì câu chuyện này đây cũng xin kết thúc. Thì sau khi kết thúc nơi đây cũng không quên chúc cho toàn thể anh chị em cô bác hôm nay trở về dự trong ngày vía của Đức Phật Thầy Tây An lần thứ 166 hôm nay. Nay mai tiếp tục được gặp nhiều điều may mắn, vui tươi vinh hạnh để chúng ta có đủ nhân duyên lành, phước báo mà sau này hưởng đời chung cực lạc sắp tới đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.